giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, chúng em rất vinh dự được đứng dưới mái trường trung học cơ sở Tân Quang thân thương này, đại diện lớp 926 chúng em phát biểu trong ngày Tết của thầy cô. Trước tiên em xin kính chúc với thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, có những thành công trong sự nghiệp chồng người. Mấy ai là kẻ không thầy, nghe gian thường nói không thầy sao đen. Thầy cô chỉ mới 2 tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ là tình yêu nghề, yêu chuyện thơ đã mắc sâu vào trong đời con người, để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình cho mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người giảng đường, chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em và một tương lai sáng hơn. Thầy cô giáo là một người đã đầu tầm mầm. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò được bắt đầu cập bến. Một chuyến đò có biết bao tâm sức và tâm huyết, một chiếc đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi thành một chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó, thầy cô đã phải trước kia tuyệt vời, tận tụy canh trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô, tình yêu thương vô bờ bến ấy, chúng em sẽ luôn trân trọng và khắc ghi mãi trong trái tim. Thầy cô cho em chữ, cho em học đạo là người, mở cánh cửa tương lai giúp em tự tin bước vào xã hội không nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa dạng, nhiều chiều. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô dành cho chúng em trong suốt toàn bộ năm học cấp 2. Thầy cô ơi, chúng em vẫn hình dung được vào những ngày hè oi ả hay những đêm rất buốt trong tiếng rả rích của côn trùng, các thầy cô vẫn miệt mài bên trên giáo án tìm ra những phương pháp thích hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em hiểu vì chúng em các cô chú các bộ nhân viên đã không ngại gian khó khăn gian khổ lo cho chúng em từng bữa cơm cầm chắc ngủ ngon lành, yên lành. Chúng em luôn luôn nhớ công ơn thầy cô, người đã chấp cánh ước mơ cho ban thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những vị sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm tốt đẹp mang tên con người. Cho mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những mắt, những sợi tóc bạc màu, những giọt mồ hôi cùng những trăn trở vui buồn của các thầy, các cô. Ngắm lại những ngày tháng đã qua, chúng em đã được quá nhiều từ môi trường này, đem lại những tri thức khoa học. Chúng em còn được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để hoàn thiện nhân cách của bản thân. Công lao to lớn như trời cao phủ rộng, khó có thể đền đáp hết được. Ngay từ bây giờ, khi còn là học sinh, hãy dành hết sức mình để học tập thật tốt, cố gắng không phụng sự kỳ vọng của thầy cô đối với chúng em. Chúng em xin cảm ơn thầy cô, cảm ơn cô chú nhân viên của trường vì tất cả. Xin cũng xin lỗi thầy cô, xin lỗi cô chú vì chúng em biết tâm còn còn non nớt, ngây thơ với những hội ngộ của con trẻ. Không biết bao là chúng em đã làm thầy cô chú chuyện lòng và cũng đã bao lòng thầy cô chú tha thứ cho chúng em mình được trao dung và tình yêu thương tha thiết. Cuối cùng, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh 926 xin chúc quý thầy, quý cô, quý các cô chú giáo viên các bộ của trường chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo trên sông mê mông của sự nghiệp chồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người Komensky đã từng nói dưới ánh trăng mặt trời không có ngày nào cao quý hơn ngày dạy học. Vâng, thầy cô mãi là những con người cao quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.